Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay và mở đầu chuyên mục này là bài viết được phản ánh trên trang 3 báo nông thôn ngày nay. Bài viết của tác giả hữu danh với nhan đề Nhà máy giấy 3.000 tỷ đắp chiếu, nghìn nông hộ nuốt chai đắng. Sau 10 năm kể từ ngày khởi công, nhà máy bột giấy phương Nam với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng phải bỏ hoang vì không thể sản xuất được do công nghệ không phù hợp, cùng với đó là xóa sổ 9.000 hecta đây vào ngày 4 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, nhà máy bột giấy phương Nam cho đến nay vẫn chưa được thanh lý và toàn bộ vùng nguyên liệu đai đã bị xóa sổ vì hơn 10 năm nay, nhà máy này không hề hoạt động. Toàn bộ nguyên liệu đai nhà máy mua về đã bỏ cho mục vì sợi đai đưa vào dây chuyền không cho ra giấy dù nhiều lần sửa chữa. Nhà máy này do Trung ương quản lý, vốn vay cũng do Trung ương bảo lãnh và Long An chỉ dự họp để nắm thông tin chứ không quản lý nhà máy. Nhà máy sửa chữa nhiều lần nhưng không một mảnh giấy nào được sản xuất. Lưu kho cho đến năm 2011, hơn 11.000 tấn đay mục nát hư hỏng làm thức ăn cho chuột, thức ăn cho dế. Ông Nguyễn Xuân Hồng cũng nói thêm, công nghệ không phù hợp, có sửa chữa hay cải tiến thì cũng không phù hợp. Còn ông Đào Văn Hùng là Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Kiến Tường tại huyện Mộc Hóa Cũ nói rằng dân háo hức vì nghĩ rằng cây đay sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo. Nào ngờ ồ ạt trồng không ai mua, Bản thân ông cũng là người từng vận động dân trồng đây. Nay thì người dân tự an ủi nhau, may mà nhà máy này không hoạt động nên vùng Đồng Tháp 10 không bị ô nhiễm. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thì có đến 1.710 hoạt chất. Đáng nói tuy dạy đặc như vậy nhưng mà các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất vẫn khó tìm được loại thuốc phù hợp. Lý giải nguyên nhân dẫn tới có nhiều tên thương phẩm khiến người dùng hoa mắt thì ông Nguyễn Xuân Hồng, nguyên cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết, khi một doanh nghiệp đăng ký khảo nghiệm và cấp phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì cùng một hoạt chất có thể có rất nhiều tên thương phẩm, hơn thế nữa tên thương phẩm hoàn toàn có quyền được đặt khác tên hoạt chất vì tôn trọng quyền kinh doanh của doanh nghiệp nên số lượng tên thuốc ngày một giải đặc như vậy danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hàng năm được công bố hoàn toàn dựa trên các động thái của doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này mặt khác theo cơ chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay thì chỉ những thuốc có trong danh mục mới được sử dụng trong quá trình canh tác nông nghiệp tại việt nam các loại thuốc trong danh mục cấm hoặc không có tên trong danh mục cho phép thì đều không được sử dụng mặc dù theo ông nguyễn xuân hồng thì vẫn có nhiều loại thuốc không có trong danh mục cấm rất tốt rất hiện đại nhưng do chưa có đơn vị đăng ký khảo nghiệm và cấp phép tại Việt Nam nên loại thuốc đó cũng không có trong danh mục và đồng nghĩa với việc là không được dùng trong việc sản xuất. Trên trang 11 báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng ngày hôm nay có bài viết xin chứng nhận thủy sản khai thác vướng quy định mới. Nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ngồi trên đống lửa vì thông báo của Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sẽ ngưng cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác đối với các lô hàng có nguyên liệu thủy sản khai thác không phải thuộc địa bàn thành phố kể từ ngày mùng 1 tháng 8. Các doanh nghiệp thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm chung là thu mua nguyên liệu khắp các tỉnh ven biển như là Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Thuận, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu rồi chuyển về nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh để chế biến xuất khẩu vào thị trường EU trách nhiệm xin cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tại các tri cục thủy sản nơi mua nguyên liệu thuộc về các nậu vựa hoặc là doanh nghiệp thu mua tại địa phương. Trên cơ sở giấy xác nhận trên, doanh nghiệp đến tri cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố để tiến hành xin cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác. Thế nhưng với thông tư 50-2015 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cụ thể là vào khoảng 7.18, thì Doanh nghiệp lựa chọn một trong các cơ quan thẩm quyền đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác và các doanh nghiệp cho rằng họ sẽ gặp không ít những khó khăn. Theo ông Phạm Hải Long, tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Agrec Sài Gòn, việc yêu cầu doanh nghiệp cay về các tri cục thủy sản nơi đã cấp xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để xin cấp chứng nhận thủy sản khai thác sẽ phát sinh về chi phí và nhân sự lợi dụng lỗ hổng chính sách, sự yếu kém trong quản lý thuế, các ông trùm công nghệ như là Google, Facebook, Apple hay là Uber đuôi nhau lách né và trốn thuế tại Việt Nam, khiến ngân sách bị thất thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trên trang 3 của báo Thanh niên ngày hôm nay có bài viết Mất nghìn tỷ đồng vì ông trùm trốn thuế. Khuynh đảo thị trường taxi từ năm 2014 nhưng đến nay ngành thuế vẫn chưa biết xếp Uber vào loại hình kinh doanh gì. Trước đó, tốc độ phát triển chóng mặt của mô hình này khiến cho Hiệp hội Taxi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp gửi kiến nghị tố công ty trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam hoạt động taxi trá hình, trong khi ông Đặng Việt Dũng, giám đốc điều hành Uber Việt Nam vẫn một mực khẳng định doanh nghiệp này chỉ đơn thuần cung cấp phần mềm công nghệ hỗ trợ chứ không kinh doanh vận tải. Khi dư luận lên tiếng cục thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt tay vào cuộc thì lại dối như canh hẹ, thậm chí phải gửi công văn cầu cứu Tổng cục thuế, Bộ Tài chính vì không biết tính thuế như thế nào. Sau một thời gian dài là ý kiến các bộ ngành địa phương, cuối cùng đến Tổng cục thuế cũng bó tay. Giữa tháng 6 năm 2016, đơn vị này đành phải tạm thời hướng dẫn hai cục thuế trên cho vào nhóm ngành kinh doanh khác. Lý do là dịch vụ cung cấp phần mềm để kết nối điều hành hoạt động vận tải mà Uber đã kiến nghị được thực hiện chưa có quy định ở trong luật. Trước đó thì Facebook và Google là hai đại gia công nghệ hàng đầu thế giới cũng liên tục cho ngành thuế ăn trái đắng. Theo thống kê trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến của thị trường Việt Nam năm 2014 ước uh, đạt là ước rơi vào khoảng 216 triệu đô la Mỹ và năm 2015 thì ước tính là 329 triệu đô la Mỹ. Trong đó thì riêng doanh thu của Google và Facebook tăng chóng mặt lên đến lần lượt là 65 triệu và 80 triệu đô la Mỹ cho năm 2014. Còn năm 2015 là 100 triệu cho Google và 140 triệu đô la Mỹ cho Facebook. Nếu có thể đánh thuế đầy đủ từ giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp hay là thuế nhà thầu, ước các công ty này nộp thuế về ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng mà rất tiếc cho đến nay thì gần như là ngành thuế không thu được đồng nào từ chính hai ông lớn này. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì lượng khách du lịch Trung Quốc đến với Khánh Hòa và Đà Nẵng tăng đột biến, có phần làm tăng doanh thu cho ngành công nghiệp không khói. Thế nhưng cũng từ đây thì không ít những hệ lụy phát sinh và đặc biệt là vấn đề hướng dẫn viên chui thuyết minh sai, thậm chí là xuyên tạc lịch sử. Đằng sau câu chuyện hướng dẫn viên chui là gì? Câu trả lời sẽ có trên trang báo trang 5, báo Hà Nội mới số ra sáng ngày hôm nay, bài viết của tác giả Lâm Vũ với nhan đề Đằng sau câu chuyện hướng dẫn viên chui. Trong buổi đối thoại diễn ra vào ngày 1 tháng 7 với lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, nhiều hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt Nam bức xúc cho biết hàng ngày họ phải chạm mặt hướng dẫn viên người Trung Quốc đang hoạt động ở Đà Nẵng. Thủ đoạn chủ yếu của hướng dẫn viên ngoại là sử dụng sitting guide, hướng dẫn viên tại chỗ làm bình phong nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Đó là hướng dẫn viên người Việt được thuê đi cùng đoàn nhưng không được phép nói gì, chỉ lo làm thủ tục khi gặp thanh tra. Điều đáng lo ngại là những hướng dẫn viên ngoại hoạt động chui này thường xuyên xuyên tạc về lịch sử văn hóa người Việt Nam. Chẳng hạn như giới thiệu với khách là Đại Nội Huế có lối kiến trúc giống Trung Quốc bởi trước đây nơi này thuộc Trung Quốc, hay Biển Đông là Biển Nam Trung Quốc. Cách xuyên tạc một cách trắng trợn đó đã khiến nhiều người bức xúc. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Tổng cục Du lịch đã làm gì để chấn chỉnh tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động chui và xuyên tạc lịch sử Việt Nam, ông Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết. Nếu đúng như dư luận phản ánh thì Tổng cục Du lịch sẽ đề nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo công an thành phố cùng với Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ xử phạt hành chính đối với những cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam có liên quan và yêu cầu trục xuất những kẻ xuyên tạc. Tuy vậy thì theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nếu chúng ta chỉ trục xuất một vài cá nhân thôi thì chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề. Ông này nói rằng từ lâu chúng tôi đã rất khổ tâm khi phải xử lý người Việt mình, những người đã tiếp tay cho hành vi xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Một số hướng dẫn viên của Việt Nam bây giờ chỉ chăm chăm nghĩ đến khoản tiền thù lao để mặc cho một số những người Trung Quốc nói bậy bạ về Việt Nam. Theo ông thì ngành du lịch cần phải kiểm tra hoạt động của hướng dẫn viên, nếu hướng dẫn viên đưa khách đi mà không hành nghề thì cũng bị xử lý. Tiếp tục những bàn luận quanh câu chuyện ứng xử đẹp cúi chào đám tang đã được các phóng viên của báo Tuổi trẻ giới thiệu bài viết của nhà văn dịch giả Nguyễn Bích Lan là nhân vật tự truyện không gục ngã nhìn từ góc độ trách nhiệm của người lớn. Bài viết khi xe tang đi qua trên báo Tuổi trẻ cũng như các ý kiến bình luận của bạn đọc đáng để chúng ta phải suy nghĩ, một lần nữa giáo dục một vấn đề lớn được một câu chuyện nhỏ chạm tới ở nhiều góc độ. Bình luận về bài viết này nhiều người chia sẻ rằng ngả mũ tiễn biệt người đã khuất khi gặp xe tang trên đường là điều họ đã được học từ nhỏ và có không ít người tỏ ý tiếc nuối rằng lớp trẻ bây giờ không có thói quen đó. Việc giáo dục con người, giáo dục công dân thuộc về trách nhiệm gia đình, nhà trường và xã hội. Người lớn có xu hướng là à, trách con trẻ bây giờ vô lễ, nhưng mà ai nếu không phải là chính người lớn, các bậc cha mẹ, thầy cô, các công dân trưởng thành trong xã hội phải chịu trách nhiệm về điều đó. À, tôi và những người bạn đang nuôi con ở tuổi thiếu niên nhi đồng ngồi với nhau thường phàn nàn rằng dạy con bây giờ khó quá bọn trẻ không tiếp thu cứ làm theo ý chúng nói xong thì chúng tôi lại tự ngẫm một cách trung thực với lòng mình và biết rằng xét về nhiều góc độ thì mình không có tư cách để dạy bất cứ ai con trẻ hàng ngày thấy những ví dụ về người lớn bận mãi kiếm tiền không dành nhiều thời gian cho gia đình con cái người lớn nói một đằng là một nẻo người lớn làm tổn thương nhau đủ kiểu người lớn không xếp hàng người lớn vi phạm luật giao thông người lớn lừa lọc nhau người lớn đổ lỗi cho nhau và rất ít khi dũng cảm tự nhận lỗi vậy thì người lớn dạy trẻ về cách sống về văn hóa con trẻ có thể nghe không